chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 6, ngày 31 tháng 5 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Công bố quyết định bổ nhiệm tân giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên. Kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng cho dự án đường dây 500 kV mạch 3 qua địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đưa vải trứng Hưng Yên đến với khách hàng. Bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá. 12 học sinh ở huyện Quế Châu nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Xét xử vụ án liên quan đến các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị công bố quyết định bổ nhiệm giám đốc sở. Sự hội nghị có đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Lê Quang Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Trước đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn đã ký quyết định số 1069 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm đồng chí Vũ Văn Kiên, Phó Chủ tịch Hội nông dân tỉnh, giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ thời hạn 5 năm kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2024. Tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Văn trao quyết định bổ nhiệm và phát biểu giao nhiệm vụ cho đồng chí Vũ Văn Kiên, nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác cán bộ đối với sự phát triển của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị đồng chí tân Giám đốc Sở Nội vụ phát huy trình độ, năng lực, phẩm chất chính trị, chỉ đạo điều hành Sở Nội vụ hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, đồng thời không ngừng học tập rèn luyện, nâng cao năng lực, trình độ cùng với tập thể lãnh đạo sở, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, chủ động rà soát, đôn đốc thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra trong năm 2024 và những năm tiếp theo, xây dựng ngành nội vụ Hưng Yên ngày càng phát triển, góp phần đưa Hưng Yên trở thành tỉnh mạnh của cả nước. Sáng nay tại huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Hồng Nam đi kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng và chứng kiến lễ bàn giao mặt bằng hành lang tuyến cho dự án đường dây 500 kV nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố Đối đoạn qua địa bàn tỉnh. Dự án đường dây truyền tải điện 500 kV đoạn qua nhà máy nhiệt điện Nam Định 1 phố Nối trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có tổng chiều dài tuyến là 11,5 km với 34 vị trí xây dựng cột điện, trong đó thị xã Mỹ Hào dài gần 7,3 km với 21 móng, huyện Văn Lâm là hơn 4,2 km với 13 móng. 100% số móng cột đã được đúc xong. Trên địa bàn huyện Văn Lâm, nhà thầu đã hoàn thành lắp đặt kết cấu thép xong 7 trên 13 cột điện, còn 6 cột đang được gấp rút thi công. Tại thị xã Mỹ Hào, tiến độ lắp đặt cột còn chậm, hiện nhà thầu mới hoàn thành 1 cột và đang thi công 1 cột, còn 19 cột mới tập trung kết cấu thép tại móng. Qua kiểm tra thực địa và nghe báo cáo kết quả giải phóng mặt bằng hành lang tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam biểu dương nỗ lực của hai địa phương trong công tác giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các bên phấn đấu hoàn thành công trình đúng tiến độ đề ra. Trước sự chứng kiến của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Hồng Nam và các thành viên đoàn công tác, đại diện các đơn vị thực hiện công tác giải phóng mặt bằng là Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Lâm và thị xã Mỹ Hào ký biên bản bàn giao hành lang tuyến cho đại diện chủ đầu tư là Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia. Sáng nay, Thành ủy Hưng Yên tổ chức hội nghị quán triệt học tập các bài viết tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và thông tin tình hình thời sự trong nước quốc tế cho đông đảo cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp trên địa bàn thành phố. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Tiến sĩ Bùi Xuân Việt, giảng viên cao cấp Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh quán triệt những nội dung cốt lõi của tác phẩm Tự hào và tin tưởng dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh, văn hiến và anh hùng, và tác phẩm Xây dựng phát triển nền đối ngoại, ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, cùng một số thông tin về tình hình thời sự trong nước và quốc tế hiện nay. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng giúp cho cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ thành phố nhận thức sâu sắc về những truyền thống vẻ vang của Đảng trong 94 năm lãnh đạo sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và phát triển đất nước, đồng thời hiểu rõ chủ trương đường lối đối ngoại, ngoại giao của Đảng và Nhà nước trong giai đoạn mới. Thưa quý vị và các bạn, làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang không chỉ nổi danh là vùng đất hiếu học khoa bảng mà còn là quê hương của những nhà cách mạng xuất sắc của Đảng. Đặc biệt, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng năm 1951, trong số 158 đại biểu chính thức, có tới 5 đại biểu là người làng Xuân Cầu tham dự đại hội.
Làng quê cách mạng Xuân Cầu là nơi sinh ra nhiều nhà tiền bối cách mạng như Tô Hiệu, Tô Chấn, Lê Văn Lương, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Tô Quyền, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Tài, vân vân. Thời kỳ nào, lĩnh vực nào cũng có những người con làm rạng danh quê hương đất nước. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 2 của Đảng năm 1951, có 5 đại biểu người làng Xuân Cầu là các đảng viên Tô Duy, Lê Giản, tên thật là Tô Dĩ, Tô Quang Đẩu, Lê Văn Lương, tên thật là Nguyễn Công Miều, Trần Bình. Trong 5 đại biểu đi dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 2 thì có 3 người họ Tô, trong đó một là đồng chí Lê Giản, mà họ là Tô Dĩ, hai là Tô Quang Đẩu, trước làm đại sứ quán của mình tại Liên Xô ngày xưa, xong về làm thứ trưởng nội vụ. Thứ ba là Tô Duy, là cháu ruột của liệt sĩ Tô Hiệu. Tại đại hội 2, đồng chí Lê Văn Lương được bầu vào ban chấp hành trung ương và là ủy viên dự khuyết Bộ Chính trị. Cùng với đồng chí Lê Văn Lương là các đồng chí Tô Quang Đẩu, em họ của đồng chí Tô Chấn và Tô Hiệu, tham gia hoạt động trong Việt Nam Quốc dân Đảng. Sau năm 1945, đồng chí giữ nhiều trọng trách quan trọng của Đảng, của cách mạng, như Phó Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính Liên khu 10, Bí thư Đảng đoàn Chính quyền Liên khu gồm 9 tỉnh miền núi phía Bắc, tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Liên Xô, Bí thư Cán sự Đảng. Lê Giản tức là Tô Dĩ, gốc họ Tô, người Bộ trưởng Công an đầu tiên, lúc đó gọi là Giám đốc Nga Công an, chứ không nói Bộ Công an, là ông có công phá vụ án Ôn Như Hầu mà triệt phá cái trụ sở của Quốc dân Đảng. Ông Trần Bình tức là Nguyễn Thừa, Bí thư Việt Minh huyện Văn Giang, và ông mới có công thứ nhất là thành lập cái chi bộ đầu tiên của Văn Giang, và 15 tháng 12 ông về đây thành lập một chi bộ Xuân Cầu này. Nhưng mà ông Lê Duy lúc là cháu cụ Tô Hiệu ở đây đấy, mà ông Duy cũng có cái công là, thì ông là cán bộ Việt Minh được cử về đây là dẫn tự vệ là Xuân Cầu này đi cướp ở Văn Giang. Trước khi ông mất thì ông cũng làm bộ trưởng chủ nhiệm với Văn Giang trước và chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Trung ương. Vùng đất địa linh Xuân Cầu còn là quê hương của nhiều nhà văn hóa lớn của đất nước như danh họa Tô Ngọc Vân, nhà văn Nguyễn Công Hoan. Thời nào Xuân Cầu cũng có những người con ưu tú, có nhiều những đóng góp cho Đảng, cho cách mạng cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước. Và thế hệ trẻ Xuân Cầu hôm nay cũng đang tiếp nối truyền thống của quê hương. Làng Xuân Cầu hôm nay không ngừng đổi thay, một miền quê đáng sống với hạ tầng nông thôn khang trang, kinh tế phát triển sôi động, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Và các thế hệ nơi đây, họ vẫn luôn tự hào về truyền thống cách mạng, luôn nỗ lực cố gắng để xây dựng quê hương ngày thêm giàu đẹp. Sản xuất ra các giống cây đặc sản phục vụ người tiêu dùng là một quy trình khắt khe, đòi hỏi sự nỗ lực của người dân, các nhà vườn hợp tác xã và sự hỗ trợ của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, để các sản vật của Hưng Yên, đặc biệt là giống vải lai chín sớm Phủ Cừ và vải trứng Hưng Yên đến với đông đảo khách hàng trong và ngoài nước, cần sự phối hợp chặt chẽ của người sản xuất và các ngành, đặc biệt là công tác quảng bá giới thiệu sản phẩm. Với các thành viên hợp tác xã vải lai chín sớm xã Tam Đa huyện Phù Cừ thì vấn đề quan trọng nhất để giữ được thương hiệu là một việc thâm canh đúng quy trình, sản xuất ra quả vải an toàn đến người tiêu dùng và không vì lợi nhuận mà thu hoạch quá sớm bán phá giá. Để xây dựng thương hiệu vải lai chín sớm Phù Cừ ấy thì hợp tác xã Tam Đa chúng tôi là có những quy định. Thứ nhất là đảm bảo an toàn cho người sử dụng ấy, là phải dùng thuốc từ lúc vải vào nước để đảm bảo an toàn. Thứ hai là không chảy sớm để đến chín thì mới thu hoạch. Giống vải lai chín sớm Phù Cừ là loại quả đặc sắc về mẫu, mã, chất lượng, múi dày, thơm, độ ngọt cao. Bên cạnh đó là lợi thế về thời điểm thu hoạch nên luôn cho giá trị kinh tế cao. Đến nay huyện Phù Cừ có hơn 800 hectare trồng vải lai chín sớm, trong đó có trên 90% diện tích đã cho thu hoạch. Giá bán hiện nay là trên 20.000 đồng một kg.
Thấy xuống hội chợ vải thì cũng rất nhiều gian hàng, nhưng đúng là vải Hưng Yên nó có sự khác biệt hơn, ăn nó ngọt, không bị chát như là các cái vải ở các nơi khác. Ngoài vải lai chín sớm Phù Cừ, Hưng Yên có giống vải trứng Hưng Yên với gần 400 hecta. Loại quả đặc sản này được trồng chủ yếu tại huyện Phù Cừ và huyện Ân Thi. Sản lượng năm nay đạt khoảng 400 tấn quả. Quả vải khi chín có màu đỏ tươi, mẫu mã đẹp, có hương vị thơm, ngọt và trọng lượng trung bình từ 15 đến 18 quả trên 1 kg. Đặc biệt, trong điều kiện bình thường, vải sau khi thu hoạch từ 4 đến 5 ngày vẫn giữ được độ tươi và hương vị đặc trưng. Năm nay thì là tổng số của tôi là cả năm thêm nữa là khoảng 2 mẫu vườn, được khoảng 3 tấn. Giá vải trứng Hưng Yên hiện nay khoảng 150.000 đồng 1 kg. Nhằm xây dựng thương hiệu, tạo nhãn hiệu riêng cho các giống vải tại Hưng Yên, tạo thuận lợi trong khâu tiêu thụ và nâng cao giá trị thu nhập đối với quả vải lai chín sớm Phù Cừ và vải trứng Hưng Yên, Sở Công Thương tỉnh Hưng Yên hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chứng nhận nguồn gốc xuất xứ sản phẩm nông nghiệp, bao bì tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại như tổ chức hội nghị kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm nông sản của tỉnh, phiên chợ vải Hưng Yên và nông sản tại khu đô thị Eco Park Big C Hà Nội, Trung tâm xúc tiến thương mại Bộ Nông nghiệp. Sở Công Thương hỗ trợ bà con truy xuất nguồn gốc, bao bì, hỗ trợ về tem mác của sản phẩm để các bà con tham gia chương trình xúc tiến đầu tư của các bộ ngành trung ương và các tỉnh bạn tổ chức tuyên truyền quảng bá nhãn hiệu sản phẩm của Hưng Yên đến với người tiêu dùng thông qua các kênh truyền thông như VTC, VTV, VOV để quảng bá hỗ trợ những sản phẩm nông sản của bà con Hưng Yên, đặc biệt là quả nhãn và quả vải của tỉnh Hưng Yên. Đến nay thì Hưng Yên cũng đã tham gia cái sàn giao dịch điện tử đối với 63 tỉnh thành. Thì đây là một cái kênh bán hàng và tiêu thụ các sản phẩm rất là hiệu quả để người tiêu dùng trên cả nước biết đến các sản phẩm của Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, dù không được cấp phép sử dụng, thế nhưng tại Việt Nam những năm gần đây, việc sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong thanh thiếu niên đang diễn ra khá phổ biến và có chiều hướng gia tăng, nhất là trong trường học, và trong đó tỉnh Hưng Yên không nằm trong ngoại lệ. Phóng sự được thực hiện nhân ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5. Từ một lần được nhóm bạn rủ rê, hai nam sinh ở huyện Khoái Châu thử sử dụng thuốc lá điện tử, coi đây là sự thể hiện đẳng cấp bản lĩnh của mình trước bạn bè. Đầu tiên là bạn bè bảo hút đi, cái này ngon lắm. Nên lúc đó thì em cũng thử một lần, không lần thứ hai, lần thứ ba thì em cũng thấy ngon. Thế là em cũng bảo các bạn là mua ở đâu, em mua cùng. Em thì mới là em chỉ hút khoảng 30 đến 50 lần một ngày rồi. Em cảm thấy ngon, ngọt. Thuốc lá điện tử đang xâm nhập vào trường học, gây ảnh hưởng xấu tới hành vi, lối sống, sức khỏe của các em học sinh, thanh thiếu niên. Các thầy cô cho biết, để học sinh nói không với thuốc lá điện tử thì trước hết cần giáo dục giúp các em hiểu rõ thuốc lá điện tử là gì và nguy hại như thế nào, để các em ý thức được giữa việc cầm điếu thuốc lá điện tử thể hiện sự chất chơi với việc giữ gìn sức khỏe, tránh tổn thương đến não bộ, tim mạch, thậm chí là đột quỵ thì việc nào quan trọng hơn. Các thầy cô đang rất sát sao gặp gỡ và trò chuyện cùng các bạn để các bạn hiểu ra rằng việc sử dụng thuốc lá điện tử có rất nhiều tác hại, các chất độc hại như chất acetate, nicotine trong thuốc lá điện tử sẽ gây ra các bệnh như là về phổi, tim mạch và thậm chí là về cả não bộ. Kết quả nghiên cứu của Trường Đại học Y tế Công cộng tại 11 tỉnh, thành phố trong học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 cho thấy tỷ lệ sử dụng thuốc lá điện tử ở nhóm 13 đến 17 tuổi tăng từ 2,6% năm 2019 lên 8,1% năm 2023. Trên toàn cầu, ước tính có khoảng 19 triệu thanh thiếu niên từ 13 đến 15 tuổi hút thuốc lá, trong đó có khoảng 5 triệu thanh thiếu niên hút thuốc lá ở khu vực Đông Nam Á. Các nghiên cứu khoa học chỉ ra rằng sản phẩm thuốc lá, đặc biệt là thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, không chỉ tổn hại đến sức khỏe mà còn có nguy cơ tiềm ẩn và phát sinh các tệ nạn xã hội, nhất là sử dụng ma túy và các chất gây nghiện. Ban đầu là tạo ra khoái cảm, là tăng sảng khoái cho người dùng, nhưng dần dần nó sẽ nhờn dần và cần người dùng cần thêm những vị mới hay kích thích mới, có thể tự trộn lẫn những chất cấm khác tạo ra những khoái cảm mới, thì chính người đấy có thể hình thành những phát triển thêm mà các tệ nạn xã hội có thể kèm theo. Năm 2024, Tổ chức Y tế Thế giới đã chọn bảo vệ trẻ em trước những tác động của ngành công nghiệp thuốc lá
là chủ đề Ngày Thế giới không thuốc lá 31 tháng 5, nhằm yêu cầu ngành công nghiệp thuốc lá ngừng nhắm tới trẻ em, thanh thiếu niên bằng những sản phẩm có hại cho sức khỏe, đồng thời kêu gọi chính phủ các nước thực hiện các biện pháp phòng chống tác hại thuốc lá mạnh mẽ, bảo vệ các em khỏi tác động của việc quảng cáo thuốc lá, bao gồm cả việc tiếp thị qua mạng xã hội và các nền tảng kỹ thuật số. Chiều qua, tại nhà thiếu nhi tỉnh ở thành phố Hưng Yên, tỉnh đoàn Hưng Yên tổ chức khai mạc chương trình hoạt động hè năm 2024 và khai giảng các lớp năng khiếu cho thanh thiếu niên nhi đồng. Bám sát chủ đề hè vui khỏe, an toàn, tình nguyện hiệu quả, hoạt động hè năm nay tập trung tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống cho thanh thiếu nhi, tham gia bảo vệ môi trường, tình nguyện vì cộng đồng, tăng cường các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, vui chơi giải trí, tạo ra nhiều sân chơi bổ ích, lành mạnh cho thanh thiếu nhi. Năm nay, nhà thiếu nhi tỉnh tiếp tục mở các lớp năng khiếu luyện viết chữ đẹp, mỹ thuật và tạo hình, võ thuật taekwondo, cờ vua tiếng Anh, trải nghiệm kỹ năng sống cho các em. Ngay sau khi Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có phóng sự cảnh báo về tình trạng thức ăn đường phố, hàng ăn trước cổng trường có nguy cơ mất an toàn thực phẩm, sáng qua, sau khi mua bánh mì ăn sáng, 12 người ở huyện Quế Châu, trong đó chủ yếu là học sinh, phải nhập viện nghi do ngộ độc thực phẩm. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại Trung tâm Y tế huyện Quế Châu. Chị Hà Thị Hồng ở xã Thuần Hưng, huyện Quế Châu có hai con trai 9 tuổi và 10 tuổi đang được điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Quế Châu. Bởi sau khi ăn bánh mì thì có biểu hiện nôn, đau bụng, sốt. Sáng hôm qua là cháu có dậy và xin tiền tôi đi mua bánh mì để ăn sáng. Thì cháu mua hai cái, để cháu ăn một cái trước và để cho anh cháu là dậy sau là ăn một cái sau. Thì cháu ăn lúc 6 giờ 30 thì đến tầm khoảng 8 giờ 30 là cháu có biểu hiện là nôn nhiều lần và đi ngoài ở nhà thì gia đình tôi đưa lên trên bệnh viện để cấp cứu. Thì khi vào viện thì cháu có tình trạng là nôn nhiều, sốt cao 39 độ và rét run lên và bác sĩ phải cho thêm thở thêm cả trợ thở bằng oxy. Ngoài hai trường hợp trên, tại đây, chiều và tối qua đã ghi nhận nhiều trường hợp khác cũng có biểu hiện tương tự sau khi ăn bánh mì. Các trường hợp đã được điều trị tích cực và sức khỏe đã tạm thời ổn định. Trong ngày hôm qua, ngày 30 tháng 5 năm 2024, Trung tâm Y tế huyện Quế Châu có tiếp nhận 10 trường hợp nghi do ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân vào viện trong tình trạng là nôn nhiều lần, đau quặn bụng từng cơn, đại tiện phân lỏng nhiều lần. Các bệnh nhân đã được xử trí truyền dịch, kháng sinh, men tiêu hóa giảm đau. Thì sáng nay tình trạng của các bệnh nhân đều ổn định, tiến triển tốt và cần theo dõi thêm. Qua thăm hỏi bước đầu thì hầu hết các bệnh nhân là đều ăn bánh mì tại cùng một địa điểm tại hàng quán. Các bệnh nhân chủ yếu trong độ tuổi học sinh từ khoảng 6 đến 15 tuổi. Theo tìm hiểu, ngoài 10 trường hợp trên còn có 2 trường hợp bị nhẹ hơn thì đang điều trị tại nhà. Được biết, những người này buổi sáng hôm qua đều mua và sử dụng bánh mì tại một cửa hàng trên địa bàn xã Thuần Hưng, huyện Quế Châu. Trong buổi sáng qua thì anh bán được tầm được khoảng 45 cái. Những bạn mà ăn sản phẩm nếu nó cứ bánh mì thịt nướng thì nó không vấn đề gì. Nhưng mà nếu mà cứ liên quan đến một tí xúc xích thì là các cháu đều bị đau bụng. Trước sự việc trên, Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Hưng Yên đã lấy mẫu thực phẩm và có văn bản yêu cầu tạm thời dừng sử dụng và lưu thông hàng hóa đối với mặt hàng xúc xích Winner Superchip số lô LOT 1327128E ngày sản xuất mùng 7 tháng 5 năm 2024, hạn sử dụng ngày 30 tháng 6 năm 2024. Hiện vụ việc đang được các ngành chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ. Hôm qua, Tòa án Nhân dân tỉnh Hưng Yên mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử 13 bị cáo với các tội danh đưa hối lộ, nhận hối lộ và giả mạo trong công tác tại một số trung tâm đăng kiểm trên địa bàn tỉnh. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh, từ tháng 2 năm 2020 đến tháng 10 năm 2022, tại Trung tâm Đăng kiểm 8902S thuộc Sở Giao thông Vận tải tỉnh, bị cáo Nguyễn Thanh Sơn, Phó Giám đốc và một số đăng kiểm viên có hành vi bỏ qua các lỗi thuộc trường hợp khiếm khuyết, hư hỏng nghiêm trọng của 8 xe ô tô đến đăng kiểm để lập các phiếu kiểm định với kết quả đạt, đồng thời sử dụng hình ảnh không đúng thực tế của các xe ô tô trên để in và cấp tổng số 20 giấy chứng nhận kiểm định trái quy định của pháp luật. Và trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2019 đến tháng 12 năm 2022 tại các trung tâm đăng kiểm 8901S, 8904D, 05D, 06D,
các bị cáo đã nhiều lần nhận tổng số tiền hơn 3,1 tỷ đồng tiền ngoài quy định của các phương tiện và cá nhân trung gian để nghiệm thu hoặc mua hồ sơ thiết kế, cải tạo xe cơ giới khống, sau đó nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho 464 xe cơ giới cải tạo. Quá trình kiểm tra, truy tố và xét xử các bị cáo đã tự nguyện giao nộp tiền để khắc phục hậu quả. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Sơn mức án cao nhất là 18 năm 6 tháng tù. 8 bị cáo khác có mức phạt tù thấp nhất là 2 năm 3 tháng đến 7 năm 3 tháng. 4 bị cáo được hưởng án treo. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.